Xin chào quý vị anh chị đang xem livestream. Ngay lúc này đây thì tại phòng điều trị giãn mau mạch đang rất đông khách hàng. Cùng MC Thu Hằng khám phá các ca điều trị điển hình nhé. Đầu tiên thì là ca giãn mau mạch vùng mặt buổi 1 của chị Hiền. Từng đường laser đi đến đâu thì giãn mau mạch tiêu biến đến đó ạ. Bên cạnh chị Hiền thì là chị Lan đang được bác sĩ xóa sạch giãn mau mạch vùng chân vô cùng nhẹ nhàng do đứng lâu ngồi nhiều. Và trong phòng phía trong là chị Thủy đang được MC Lan Anh phỏng vấn buổi điều trị cuối cùng. Cùng xem cảm nhận của khách hàng nhé. Xin chào toàn thể các quý vị khách hàng. Ngày hôm nay thẩm mỹ OEO đón tiếp chị Thúy là chị khách hàng mà điều trị giãn mau mạch ở vùng chân. Và ngày hôm nay rất vui là chị đã được kết thúc liệu trình và phần giãn mau mạch của mình đã được điều trị hoàn toàn rồi. Chia sẻ hơn ngắn gọn một chút về cái quá trình mà mình thực hiện tại OEO, chị cảm thấy là những sợi giãn mau mạch của mình tiêu biến đi như thế nào được không ạ? Thật ra chị thì chị cảm nhận rằng là sau cái buổi đầu tiên một cái chị ạ, cảm giác là nó co lại rất là nhiều rồi. Sau rồi đến buổi thứ hai thì gần như là đến 80% là chị không còn nữa. Chị rất tự tin và lúc đấy chị cảm giác là yên tâm hơn mà thích lắm. Thì chị đã có thể diện được những bộ váy ngắn và những cái quần sóc đi chơi rồi, trước thì chị không tự tin lắm. Nhưng bây giờ thì thực sự là chị cảm ơn em nhiều. Dạ vâng ạ, em cũng cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng đến với thẩm mỹ OEO ạ.